Chào mừng các bạn đến với Crypto 60S. Optimism ấn định thời điểm triển khai nâng cấp Bedrock là ngày 6 tháng 6. Lido Finance triển khai V2, chính thức kích hoạt rút ETH staking. BlockFi khiếu nại truy thu hơn 1 tỷ USD từ FTX Alameda. SEC xác nhận Jump Trading là quỹ đầu tư bí ẩn đã thao túng giá Luna USD. Optimism ấn định thời điểm triển khai nâng cấp Bedrock là ngày 6 tháng 6. Sau nhiều trì hoãn, giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 cho Ethereum là Optimism, OP đã công bố thời điểm mới để triển khai nâng cấp Bedrock, ấn định vào ngày 6 tháng 6 năm 2023. Theo cập nhật mới nhất từ đội ngũ Optimism, Bedrock sẽ được tiến hành vào 11 giờ PM ngày 6 tháng 6 năm 2023, giờ Việt Nam. Nâng cấp dự kiến mất khoảng 2-4 giờ đồng hồ để hoàn tất. Trong quãng thời gian này thì hoạt động giao dịch, nạp rút token trên mainnet Optimism sẽ bị tạm ngưng. Bedrock được kỳ vọng sẽ giúp Optimism có thêm lợi thế cạnh tranh trong mảng Layer 2 cho Ethereum, phân khúc mà trong thời gian qua đã chứng kiến sự bành trướng của đối thủ trực tiếp Arbitrum, cũng như nổi lên của hàng loạt ZKEVM như Polygon ZKEVM, Zexing, Lineage, Starknet, Mantle. Ngoài ra, việc gia tăng thế mạnh cho OpStack còn giúp nó được những dự án khác ứng dụng để phát triển giải pháp Layer 2 riêng, tương tự như những gì mà Coinbase đã làm với Layer 2 Base ra mắt hồi tháng 2. Bedrock ban đầu đã được hoàn thiện về mặt kỹ thuật vào đầu tháng 2 năm nay và nhận được sự đồng ý từ cộng đồng Optimism để triển khai vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, các nhà phát triển Optimism lại thông báo phát hiện lỗi kỹ thuật và phải rời mốc thời gian đưa lên mainnet. Lido Finance triển khai V2, chính thức kích hoạt rút ETH staking. Vào cuối ngày 15 tháng 5, Lido Finance đã nâng cấp thành công lên phiên bản V2, một thay đổi quan trọng cho phép người dùng rút Ethereum đã staking khỏi nền tảng. Trước đó, giao thức đã mở bỏ phiếu về việc thực thi V2 vào ngày 12 tháng 5. Nâng cấp V2 được xem là cập nhật quan trọng bậc nhất trên Lido Finance sau hard fork Sapphire vào tháng trước hòng mở khóa lượng lớn ETH cho nhà đầu tư. Kể từ đó, Lido V2 đã được thử nghiệm liên tục và trải qua 9 cuộc thẩm định gắt gao. Với Lido V2, sẽ có 270.000 ETH được cấp sẵn trong withdrawal vault, do đó nhà đầu tư có thể thực hiện các yêu cầu rút tài sản mà không phải chờ đợi quá lâu. Sau khi lượng ETH này bị rút cạn, vault sẽ tiếp tục được bơm thêm. Nói cách khác, nhà đầu tư có cơ hội nhận về ETH của mình nhanh hơn trong 3 ngày đầu từ khi mở khóa. Lido cho biết, thời gian tối đa để thoát khỏi hàng đợi là 5 ngày 14 giờ, Rated Network Explorer ước tính. Lido Finance là giải pháp liquid staking thống trị thị trường với hơn 12 tỷ TVL. Từ sau sang 2, tổng số ETH được stake thông qua Lido đã tăng 7.2%. Hiện có hơn 6.2 triệu ETH đang chờ rút khỏi nền tảng này. Trong 3 giờ đầu tiên, khoảng 260 ETH được đổi lấy ETH, số này trị giá khoảng 500.000 USD. BlockFi khiếu nại truy thu hơn 1 tỷ USD từ FTX trên Alameda. Theo hồ sơ tòa án, BlockFi, đơn vị lending đã nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm ngoái, đang tìm cách truy hồi hơn 1,5 tỷ USD từ các đối tác thương mại, bao gồm FTX và Alameda Research, vốn là những công ty cũng đang trong quá trình phá sản tương tự. Danh sách các khoản truy thu bao gồm 1,06 tỷ USD tiền trong tài khoản có lãi của BlockFi, 216 triệu USD tiền trong tài khoản khách hàng của BlockFi Lending, 371 triệu USD tiền trong tài khoản khách hàng và có lãi của BlockFi International. Trong số đó, BlockFi có khoảng 355 triệu USD tiền mã hóa bị đóng băng trên FTX và khoản vay 671 triệu USD từ Alameda Research. Trên thực tế, FTX cũng đang tìm cách thu hồi gần 4 tỷ USD từ Renesis, công ty đang vật lộn với các thủ tục phá sản. Nhìn chung, nếu khiếu nại thành công, BlockFi sẽ có khả năng chi trả lượng lớn tài sản về cho các chủ nợ. Tuy nhiên, đơn vị lending lưu ý rằng sẽ có sự khác biệt đáng kể so với con số thu hồi dự kiến. Một điều trần về khiếu nại này được diễn ra vào ngày 20 tháng 6. Hồ sơ tiết lộ, SEC xác nhận Jump Trading là quỹ đầu tư bí ẩn đã thao túng giá LUNAUSD. Theo hồ sơ tòa án mới nhất của SEC, quỹ đầu tư và market maker Jump Trading chính là ông trùm áo đen đã giang tay giải cứu LUNAUSD hồi năm 2021. Nếu không có Jump thì có lẽ chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của LUNAUSD sớm hơn một năm. Cụ thể, vào tháng 5 năm 2021, giá đồng stablecoin Terra USDT bị dẹp về xuống chỉ còn 0,9 USD. Nhà sáng lập Terraform Labs là Jawon đã có thỏa thuận ngầm với Jump Trading để quỹ này chi hàng chục triệu đô mua lại USD. Nhờ có lực mua mạnh mà giá USD đã hồi phép về mốc 1 USD. Jawon khi đó đã lên truyền thông tỏ vẻ tự hào với cơ chế tự hồi phục của USD, làm củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào đồng stablecoin thuật toán này. Won đã hứa hẹn cho Jump Trading mua Luna với giá chiết khấu trong vòng 3 năm tới, nghĩa là giá rẻ hơn so với giá thị trường của Luna. Theo SEC, quỹ này đã kiếm lời được 1 tỷ USD nhờ thỏa thuận ngầm này.